Chào Mỹ Dẫn cả anh đầu em. nhé nhé, em chào anh. Nói luôn cho bọn bà coi hiểu này. Bây giờ tất cả những cái đám dân chủ cuội trong nước là đều bị giám sát hết. Đến ngõ còn đeo dám bước chân ra ngoài đường. Ra ngoài ngõ chứ đừng nói chuyện mà bảo xuống đường biểu tình. Chúng mày cứ gửi tiền về đi. Nhá. Cho mất tiền oan đi. Nên đừng nghĩ rằng cộng sản xuống đường hết đi. Chào nắng hồng. Ừ. Xuống lượt đi để bắt hết. Đúng không? Chúng mày nghĩ rằng cộng sản phải sợ chúng mày. Xuống hết một lượt đi. Chấp hết luôn đi. Vài trăm thằng vơ và vẩn vơ gào mồm tự sướng với nhau. Chúng mày cứ làm như là cộng sản nó sợ chúng mày. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? 43 năm chúng mày làm được cái gì? Còn ta nói cho thằng nào vừa hỏi Trịnh Xuân Thanh bị bắt hay bắt cóc hay này, nói phân tích cho mày biết này, Trịnh Xuân Thanh chưa nhập quốc tịch Đức, chứ không thể gọi là bắt cóc được, nó là bắt ép, hiểu không? Mà nói thẳng luôn là cộng sản bắt nó, thằng Trịnh Xuân Thanh. Chúng mày thích làm gì, chúng mày làm gì? Nó Đó. về đầu thú, em nói vậy nè, Đó. về đầu thú đã công nhận rồi, không cần giải thích nhiều bên Trịnh Xuân Thanh nữa anh. Trịnh Xuân Thanh giờ lên đây là không cần giải thích với chúng này, Không cần phải giải thích. không Chúng cần. ta bảo Nói cộng chung sản Trịnh bắt Xuân Thanh cóc bây giờ đấy. không nói Chúng nữa, mày làm gì? tụi bay không có Hả? tư cách để lời. Nói chung mấy đứa này không có tư cách để mình trả lời. Tụi này là báo que sổ lá, cần gì mình trả lời. Trịnh Xuân Thanh là cái chuyện đã nhà nước Mình vào sổ hết rồi, không cần giải thích. Tụi bay không có đủ nói tư cách để giải thích những cái chuyện này. Tụi bay là bao que tao sọt đang lá, hỏi tao không cần giải thích nhiều. được không? Cộng sản CIA rồi là tình báo Đức làm được cái gì? Đã làm gì ở cộng sản Việt Nam chưa? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Chúng mày nghĩ chúng mày tưởng chúng mày ở Mỹ đã là chúng mày yên tâm nhỉ? Mày thì ngó ra đằng sau nhà chúng mày, có khi cái thằng ở đằng sau nhà mày là cộng sản này. Ơm cứ tưởng như là đã ở Mỹ đã là ghê. Xin lỗi chúng mày luôn. Chấp hết, về hết đi. Đó, về một lượt đi để làm một lượt chúng mày luôn để cho nó gọn đi thôi. Sau 43 năm tới nó được an bình. Đó. Còn nếu mà chúng mày còn cảm thấy là mình có tinh thần với nước thì im như mõm chó của chúng mày lại. Đó. Tất cả chúng mày câm mõm và cúi đầu coi như là đi mà làm ăn đi nhá, cứ ở cái đất Mỹ đi cho nó tươi đẹp sạch sẽ. Và tao tin chỉ 10 năm nữa là chúng mày lại vượt biển trở về Việt Nam thôi. Đó. Dân Việt Nam bây giờ đã kinh tế đã quá khá rồi. Mày thử lên coi như cao nguyên, nông dân người ta mua xe ô tô rầm, nhà toàn xây biệt thự nông dân này. Đúng không? Một vụ người ta kiếm vài tỷ tiền tiêu mấy tiền cà phê. Chúng mày nghĩ chúng mày là có tiền nhỉ? Làm chết mẹ luôn. Đây còn dân người ta còn không phải đóng thuế, chúng mày đóng đủ thứ thuế, ăn bát phở 12 đô. Xin lỗi, ngày làm mấy trăm chúng mày đã bằng dân Việt nó ăn bát phở có 1 đô thôi nhá. Tháng nó chỉ cần làm 1.500 thôi. Đúng không? Chúng mày làm 10.000 đã bằng nổi dân Việt ăn làm 1.500 chưa? Đấy là nói dân thường đấy, người làm việc bình thường này, trung lưu. Đó. Vì chúng mày phải đóng thuế, còn tính ra tiền lương thực tế là chúng mày không bằng dân Việt rồi. Đó. Còn ở Mỹ nó đẹp, đất đai nhà cửa nó rộng rãi, chẳng qua chúng mày ở cái hoang mạc. Đó. Chúng mày có đủ tiền vào trong phố mà ở chứ bọn tao nói phét. Nên là tốt nhất là chúng mày im mõm, hiểu không? Đã đến cái nước này nghe chúng mày sủa điên hết cả ruột. Đúng không? Thằng nào giỏi mùng 4 tháng 9 xuống xuống đường đi, ta xem xuống đường một lượt đi nhá, bắt hết. Văn phòng anh thoát ra đi, anh thoát ra đi rồi vào lại mà có camera. Ai lên đấy, ai lên em Không, anh cho anh xuống em đi. nhưng anh chưa có camera, khi nào có camera đã anh cứ nói đi.
anh Văn anh gì Hùng á, anh thoát ra đi rồi vào lại có camera. Anh cứ nói vậy. Em cái thằng Sơn Tùng nè, thằng Sơn Tùng là mất dạy lắm. Cái thằng này thì nó mất dạy từ lâu rồi mà anh. À. Mày nói cộng sản cướp ấy. Cướp của mày cái gì? Vậy làm gì dân có miền cộng sản Nam để cướp? Cướp là cướp của những cái thằng theo giặc nhá. Theo giặc thì Cướp cút. Trong tay giặc mà. Hiểu không? Theo giặc thì cút. Còn đất Việt Nam là của người Việt Nam. Còn thằng nào theo giặc thì cút. Hiểu chưa? Mười năm nữa tao tao tin rằng mày phải tìm đủ một cách trở về Việt Nam. Chứ là nghĩ mày cũng đến tuổi già gần đất xa trời, hiểu không? Không biết chôn ở đâu, hiểu không? Nhớ quê hương bản quán, không nhìn Việt Nam đẹp quá. Loại chó như mày chỉ có giấu mặt lúc đùm sổ bậy, hiểu không? Có thằng nào nó dơ cái mặt ra không? Toàn thằng ăn tục nói phét sủa cắn càn lúc luôn. Chúng mày thử 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 live stream thử thò mặt ra nào, đó nó cho lên đấy, có thằng nào dám thò mặt ra không? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Đó. Bỏ từ bỏ cái hoang tưởng đi đi. Nè, vì Đó. quê hương nè, để em giải thích ông vì quê hương này nè. Ông nói vì quê hương, ông nói là Việt kiều yêu nước mà khúc ruột ngàn dặm, mà khúc ruột ngàn dặm tùy theo loài nha. Các người vì quê hương phải không? Vì Việt kiều khúc ruột ngàn dặm. Sao các người nói khúc ruột ngàn dặm? Sao các người không về để góp tay xây dựng quê hương? Mấy người lại đi chống đối lại quê hương, trà đạp quê hương, rồi lật đổ đất nước. Khúc ruột ngàn dặm á. Nếu mà khúc ruột ngàn dặm vậy thà tôi cắt khúc ruột này tôi bỏ. Khúc ruột ngàn dặm phải không? Mà các người đi phá quấy, chống đối lại đất nước, rồi lật đổ đất nước. Thà khúc ruột dư đó cắt bỏ. Còn hơn là để những khúc ruột dư mà thôi. Khúc ruột ngàn dặm phải không? Hiểu khúc ruột ngàn dặm không? Nếu các người Việt kiều, quê hương ngàn dặm, nếu yêu thương đất nước thì các người phải quay về lại quê hương, xây dựng lại quê hương. Chứ không phải là các người đi xúi dân chết, lật đổ đất nước thì chẳng thà khúc ruột ngàn dặm đó, chẳng thà đất nước này cắt bỏ. Tôi tuyên bố cắt bỏ, không cần những khúc ruột đó. Tôi trả lời cho ông đó. Ok, được chưa? Thằng Tèo vì quê hương đấy. Tôi trả lời ông khúc ruột quê hương cho. Đúng rồi, nó rửa đúng thứ bỏ mẹ đi. Nam Việt nói chuẩn đấy. Tôi trả lời cho ông khúc ruột quê hương đó. Ông biết cái chữ quê hương không? Ông biết cái ghi cái chữ vì quê hương không? Ông vì quê hương là ông phải giúp sức, giúp cho đất nước này, giúp chính phủ đất nước Việt Nam này để xây dựng quê hương đi lên. Chứ không phải mà đi để tiếp tay cho những lũ hoạt động lật đổ đất nước, bắt này, dân Khánh dân Hạ mình nói chuẩn chết. Thế này. Ông quê hương nói chỗ là nào? khúc ruột thừa. Khúc ruột đó, thà tôi cắt bỏ. Chứ không bao giờ để khúc ruột mà thối lần lần như vậy. Khúc ruột đó thà, dư tôi cắt bỏ. Nhưng khúc ruột đó không cần, biết chưa? Đừng bao giờ để cái chữ vì quê hương nữa nghe chưa. Của ông cái chữ vì quê hương đó là ông là phá hoại đất nước. Tôi trả lời cho ông á, ông già rồi. Nói cho rằng vì quê hương này, hiểu không? Cộng sản nó có cái nghị quyết 36, hiểu không? Là để nối vòng vây lớn, mở cửa chúng mày, hiểu không? Đã nghe chúng mày bên đây, chúng mày phải đóng góp, hoặc là chúng mày phải vận động nhau, đi mà thấy, hiểu không? Để tìm đường có hai quốc tịch, lúc về Việt Nam, lúc sang Mỹ, ở cho nó sướng cái đời, lúc nào mà trời lạnh thì về Việt Nam, hiểu không? Lúc nào nóng thì lại sang Mỹ, ở cho nó sướng. Chúng mày quê hương này, ông cà men là tôi nói là cà men là càng ngày càng ngu này. Ông nói là bao nhiêu người yêu quê, bao nhiêu người yêu nước bị đi tù. Ông biết sao mà đi tù không? Sao cà men ngu dữ vậy? Những cái lũ mà chống đối đất nước, lật đổ đất nước thì phải đi tù vậy thôi à? Vì ông nói ông ở bên Việt kiều phải không? Bên Mỹ á, với thằng Mỹ nè, ông chỉ phàm luật thôi, nó đã cho đi tù rồi, nó rục xương rồi.
Tại đất nước Việt Nam là quá tự do, biết chưa? Còn không biết hưởng thụ. Còn mà những cái loài mà tại sao đi tù? Không biết à? Bạo loạn, khủng bố thì đi tù thôi. Tôi chấp nhận như vậy, tôi hoan nghênh đất nước này nè. Bắt đi tù càng lâu tôi càng mừng. Nó gục xương luôn. Hoặc chống đối đất nước này, nhưng cái lũ xấu bò, biết chưa? Yêu thương đất nước thì mình phải góp tay, góp sức cho đất nước để xây dựng đi lên. Chứ không phải là yêu thương đất nước mà đi chống đối đất nước hoặc là chống đối của chính phủ để mà quay lên đất nước này tan hoang là không được. Yêu thương đất nước mới gọi là yêu thương đất nước à. Còn các người yêu thương đất nước đi biểu tình chống đối đất nước, phá hoại đất nước. Các người yêu thương đất nước chỗ nào? Những cái loài đó là phải gạt bỏ vào tù rồi. Đừng có giật, đừng có đưa cái mỏ ra mà yêu thương đất nước. Các người yêu thương bản thân của các người mới đúng. Đừng có đưa cái mỏ ra vì quê hương nào? Quê hương thì chống đối đất nước, lật đổ đất nước. Mở miệng ra biết nhục hả? Anh nói cho anh được. Để xem cái hội chúng nó chỉ có cái đa nguyên đa đảng, nó bầu cử bên Nam Cali thôi, chúng nó còn lừa nhau, chúng nó còn chửi nhau ầm ĩ lên. Cái đa đảng là như thế đấy. Rồi thiếu mỗi nước là cầm dép lên vả mặt nhau đấy. Đúng không? Cái đa đảng của chúng mày như thế đấy. Đúng không? Đánh chửi nhau rồi gian lận bầu cử, chửi nhau như chó mèo luôn. Chúng mày nghĩ đa đảng nó tốt. Đa đảng là chỉ có của bọn kẻ cướp thôi. Đế quốc Mỹ là bọn kẻ cướp, đi cướp dân tộc khác. Đó. Thì mới gọi là đa đảng. Còn Việt Nam thì không đi ăn cướp của các dân tộc nào cả. Chứ Việt Nam thì cần một đảng thôi. Chúng mày ngu lắm, nhìn sang Thái Lan ấy. Đấy không? Nó dẹp vẽ hết đảng phái đi là xong, đất nước yên ổn, bình yên. Đúng không? Chỉ một chính quyền chuyên chế thôi. Đúng không? Thế đất nước Thái Lan giờ nó đẹp không, hay không? Lúc trước thì đảng áo vàng, đảng áo đỏ đánh nhau loạn xạ ngầu, cầm ca lưu đạn ném vào nhau. Bây giờ quân đội nó dẹp hết thì là đất nước nó bình yên, tươi đẹp, chả còn cái vấn đề gì hết. Anh Nguyễn Tài nãy giờ chưa lên này. Ừ, thế cho anh xuống này, cho anh lên đi nhá. Cho anh xuống đi. Tài nãy biết.